Theo số liệu thống kê của Tri Cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, hiện nay bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn đang gây hại gia tăng nhanh sau những trận mưa rông do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa qua. Trên trà lúa mùa trung và trà muộn ở hai huyện Thanh Hà, Thanh Miện, bệnh gây hại trên 1095,4 ha, trong đó 896,4 ha nhiễm bạc lá, 199 ha nhiễm bệnh đốm sọc vi khuẩn trên các giống bắc thơm số 7, BC15, đài thơm, Điều đáng lưu tâm nhất là tại những địa phương có diện tích lúa mùa muộn lớn như Kim Thành, Kinh Môn cần phòng trừ hiệu quả, bởi là nơi trồng các giống lúa đặc sản, nếp cái hoa vàng, nếp quýt, nếp xoắn. Hiện nay ở huyện Kim Thành thì có những lúa đang ở giai đoạn là đứng cái và làm đồng. Thế thì hiện nay là có một số đối tượng dịch hại phát sinh là hiện tại là bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn và bệnh khô vằn. Nhưng mà bệnh đốm sọc vi khuẩn thì gây hại nhiều hơn. Và trước thời tiết mưa rông gió bão như hiện nay thì bà con nông dân là cần thăm đồng thường xuyên và nếu khi phát hiện thấy có bệnh thì chúng ta phải tiến hành phun phòng. Theo các chuyên gia nông nghiệp, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn thường gây hại lúa mùa từ giai đoạn lúa cuối đẻ nhánh đến đứng cái trở đi. Bệnh phát sinh mạnh trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, biên độ nền nhiệt giữa ngày và đêm cao đặc biệt bệnh hay phát sinh gây hại mạnh trong điều kiện mưa rông hay bão lá lúa bị dập thuận lợi cho nấm bệnh xâm nhập gây hại ban đầu bệnh tập trung thành tròm sau lan rộng ra và cuối cùng làm cháy lá đồng và lá áp đồng khi cây lúa bị bệnh bông lúa sẽ có tỷ lệ lép lửng cao trong cái điều kiện mà diễn biến thời tiết trong thời gian vừa qua ấy, là mưa nắng xen kẽ và là cái tác nhân mà nó gây ra một số cái bệnh hại trên cây lúa rất là quan trọng trong đó phải kể tới đó là cái bệnh đốm sọc và bạc lá vi khuẩn và qua thăm kiểm tra đồng ruộng thì chúng tôi thấy là cái đốm sọc và bạc lá vi khuẩn thì trên cái giống lúa muộn ở các địa phương ấy, thì cũng đang phát sinh à, gây hại à, có cái xu hướng à, sẽ gia tăng trong thời gian tới. Thế để phòng trừ hiệu quả cái đối tượng này ấy, thì à, bà con lưu ý là cũng nên thăm kiểm tra đồng ruộng và đối với cái đối tượng bệnh à, do vi khuẩn là bà con chúng ta cần phải phòng là chính. ở trong cái bối cảnh mà không có cái thuốc đặc trị thì cái giải pháp phòng chủ động là một cái giải pháp uh, quan trọng để chúng ta bảo vệ được cái bộ lá đồng cho cái uh, lúa lúa muộn ở uh, các lúa đặc sản ở các địa phương thì uh, đối với bệnh đốm sọc hay bạc lá vi khuẩn ấy, thì bà con nên là uh, chủ động phòng bằng cách các cái loại thuốc mà có cái tác dụng mà nó ức chế nó ngăn chặn uh, cái bệnh này lây lan một cách nhanh chóng uh, ví dụ như totan 200 vkp đây là một cái loại thuốc mà uh, khi bà con chúng ta nghe dự báo thời tiết ấy, là chuẩn bị mưa rông gió bão hoặc là ngay sau khi mà mưa rông gió bão mà dừng thì bà con nên là xử lý ngay để ngăn chặn cái bệnh uh, do vi khuẩn nó phát sinh trên đồng ruộng. À, bên cạnh đó thì trong cái điều kiện mà thời tiết nó như vậy thì cái uh, khô vằn cũng là cái đối tượng mà nó nó sẽ leo rất là nhanh trong điều kiện vậy. Thì cái việc mà bà con kết hợp uh, Totan 200 VKB và cái tin Sube 300 EC ở trong cái thời điểm này thì sẽ giúp cho bà con chúng ta quản lý à, bệnh à, do vi khuẩn cũng như bệnh do nấm à, phát sinh gây hại trên cây lúa muộn trong giai đoạn à, sắp tới. Để quản lý hiệu quả bệnh do vi khuẩn đốm sọc bạc lá, thì việc phun phòng đặt lên hàng đầu. Đây là những bệnh chưa có thuốc đặc trị. Tuy nhiên, thuốc Totan 200 VKP có tác dụng nội hấp và ức chế quá trình hô hấp của vi khuẩn, cho hiệu quả bệnh dừng rất nhanh trước các dấu hiệu về bệnh phát sinh trong điều kiện thời tiết mưa rông thuận lợi cho bệnh phát triển thì giải pháp cặp đôi tô tan cộng với tin super được cho là hoàn hảo để quản lý các bệnh hại do vi khuẩn và nấm trên lúa bà con cần chủ động phun phòng ngừa kịp thời cho lúa